Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia kỹ thuật Galewatt. Ở chương trình trước, Gale nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề sử dụng đồng hồ vào mùa hè. Ngày hôm nay, Thu Hương cùng với chuyên gia kỹ thuật của chúng ta là anh Phạm Ngọc Tuân sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan tới chủ đề này và những câu hỏi liên quan đến vấn đề khác. Xin chào anh, sau đây là câu hỏi dành cho anh. Bạn Nguyễn Vũ có một câu hỏi như sau. Em đang sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh được nhà sản xuất quảng cáo là có thể chống nước ở mức 5 ATM. Với mức trụ nước này thì em có thể mang đồng hồ đi bơi được không ạ? Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Vũ như sau. Là chống nước 5 ATM nghĩa là có thể kháng nước ở mức độ sâu là 50m trong vòng 10 phút. Đồng hồ thông minh nếu mà đạt chuẩn ở độ chịu nước này thì có thể hoạt động trong điều kiện nước nông và tay vận động trong vận tốc thấp, và đồng hồ thông minh mình sử dụng ấy, trong có mức độ chịu nước này thì không thể đi bơi được. Cảm ơn anh. Chống nước trên đồng hồ thông minh cũng là một chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm và gửi câu hỏi về Galewatt. Anh có thể nói rõ hơn về các mức chống nước trên đồng hồ thông minh được không ạ? Vâng, thì thông thường ấy, đồng hồ thông minh sẽ được áp dụng hai tiêu chuẩn chống nước là 5 ATM hoặc là IP67 và IP68. Phía trước, tiêu chuẩn IP kháng nước dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ chống bụi và chống nước từ lớp vỏ của đồng hồ do Ủy ban Kỹ thuật Điện tử Quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn này được tạo ra nhằm cung cấp cho khách hàng hiểu rõ hơn về mức độ chịu nước của đồng hồ. Ngày trước ấy, mới sản xuất đồng hồ thì cái độ chịu nước này là IP67, thì sau này thì nâng cấp thành IP68. Số 6 là khả năng chống bụi, mức độ bảo vệ là hoàn toàn có thể chống bụi. Số 7 thì là chống nước, tức là mình có thể ngâm ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút. Số 8 thì sau này thì có thể mình ngâm ở độ sâu là 1,5m trong vòng 30 phút. Và đây thì cũng là mức độ bảo vệ của đồng hồ khi mới xuất xưởng. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng ấy, hàng ngày mình có thể va đập, nó sẽ làm ảnh hưởng đến gioăng và độ kín của đồng hồ. Thế là mình khuyên các bạn khi sử dụng thì hạn chế sử dụng nước để đồng hồ có thể vận hành các chức năng một cách tốt nhất. Một câu hỏi nữa đến từ bạn Quang Trung. Em muốn hỏi về dịch vụ sửa chữa tại Galewatt. Em đang có một chiếc Diver Watch. Nếu mang đi sửa tại Gale thì sau khi sửa xong, đồng hồ của em có giữ được mức chống nước ban đầu của hãng không? Vâng, mình xin trả lời của bạn như sau. Tất cả những chiếc đồng hồ được sửa chữa hay bảo hành tại trung tâm bảo hành Galewatt thì đều được kiểm tra bằng máy test nước cao cấp của hãng trước khi đến tay người sử dụng. Chiếc đồng hồ của bạn là Diver Watch có thể đi bơi đi lặn, thì sau khi sửa chữa thì bạn có thể sử dụng những mức độ cho phép của chiếc đồng hồ của mình bình thường, không phải lo ngại gì. Câu hỏi từ bạn Mạnh Dũng. Em được bố cho một chiếc SK cũ khá lâu rồi em không đeo. Hôm trước em lấy ra để sử dụng lại thì lắc khá lâu mà đồng hồ vẫn không chạy. Như vậy thì đồng hồ của em bị làm sao và có cách nào để khắc phục không ạ? Trong trường hợp này thì mình thấy rất nhiều khách hàng mắc phải. Chủ yếu nguyên nhân chính chiếc đồng hồ của bạn lắc mà không chạy thì đó là do các bạn để lâu không bảo dưỡng lại đồng hồ, thế nên bị khô dầu, ảnh hưởng đến bộ máy bên trong, vận hành của nó sẽ không được tốt như ngày trước. Trong trường hợp này thì bạn nên mang đến trung tâm bảo hành của Galewatt để lau dầu, bảo dưỡng lại và thay gioăng chống nước thì đồng hồ của bạn sẽ sử dụng như bình thường. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Minh Hiếu như sau. Tôi đang sử dụng một chiếc đồng hồ Orient với chức năng lên cót tay. Hôm trước tôi có cho cháu bé ở nhà chơi với đồng hồ thì cháu có nghịch núm xoay và vặn cót khá nhiều. Sau đó thì tôi vặn cót tay thì không cảm thấy đồng hồ đang lên được cót. Trong trường hợp này thì tôi cần phải làm gì ạ? Thì trong trường hợp này thì bạn nên mang ngay chiếc đồng hồ của bạn đến trung tâm bảo hành
của Oren tại bộ môn thi sách để các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra lại bộ máy của bạn. Vì trong quá trình cháu bé nghịch vặn núm nhiều thì cũng có thể ảnh hưởng đến phần bánh răng liên dây hay là phần cối cá chiếc đồng hồ, nên mình khuyên bạn hãy mang đến sớm để tránh ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong bộ máy. Cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Hoàng Quân. Tôi có con gái sắp bước vào cấp 3. Tôi muốn mua cho cháu một chiếc đồng hồ trong khoảng giá tầm 5 triệu. Tôi không muốn lựa chọn đồng hồ thông minh vì sợ cháu sao nhãng học tập. Nếu chọn đồng hồ truyền thống thì có thể tìm được thương hiệu nào phù hợp không? Nếu là thương hiệu Thụy Sĩ thì càng tốt ạ. Vâng, nếu anh Quân muốn mua một chiếc đồng hồ khoảng giá tầm 5 triệu mà để tặng cho con gái thì bên Galawatt cũng có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ, sử dụng máy của Thụy Sĩ, phù hợp với giá tiền, mức giá và lứa tuổi của bạn, như là thương hiệu Romanson và thương hiệu Swatch. Nhưng mình thấy thương hiệu Swatch là phù hợp nhất vì nó có rất là nhiều kiểu dáng trẻ trung, năng động và nhiều màu sắc để mình lựa chọn. Điều đặc biệt thì thương hiệu Swatch nó sử dụng cái kính plexiglass, nó làm bằng nhựa mica rất là cứng và dày, có thể hoạt động và vui chơi thoải mái. Mình tin là con gái bạn sẽ rất thích đồng hồ của thương hiệu này. Vâng, xin cảm ơn anh Tuân. Các bạn thân mến, Thu Hương hy vọng rằng những chia sẻ từ chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Bảo hành ủy quyền chính hãng Galawatt đã mang tới những thông tin hữu ích nhất cho các bạn. Hãy để lại câu hỏi ở bên dưới comment để nhận được những giải đáp từ chuyên gia kỹ thuật của Galawatt. Đừng quên theo dõi fanpage cũng như kênh YouTube Galawatt để cập nhật những tin tức mới nhất cũng như lưu ý khi sử dụng đồng hồ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!